Hình như là anh muốn thương Mơ rồi đó. Dạ. Thương rồi. Em hiểu, em nhìn thì cảm nhận dạ. được là anh dạ. đã thương rồi đó. Dạ, thấy Mơ là thương Mơ rồi. Dạ. Anh có muốn Mơ đi tới Mơ anh để mà tìm hiểu không? Mơ hả? Ừ. Thôi khỏi, cũng như là mất công lắm. Mình là ông con có trai. Có gì em chạy bánh. Ừ, đúng đó. Rồi. Mình là ông con trai, mình chủ động cho dễ ha, anh Lộc đó. Hỏi chuyện anh Lộc coi. Vấn đề là hôm qua gặp ba Mơ đó, thì cảm nghĩ của anh Lộc như thế nào? Thì anh cũng mới vừa làm xong đây. Thay bóng đèn hả anh? Anh Lộc? À vậy ha. Mã sáng luôn. Mời lên đi. Sáng. Anh lịch sự lắm nha. Thì đi tới cái anh nói anh để anh mở đèn sáng lên là nói chuyện thôi dễ nè. Ừ, sẵn hỏi ông luôn nè. Hỏi gì? Thì hôm qua đi với Mơ vậy đó. Dạ. Thì anh có thích Mơ không? Mơ hả? Thích chứ. Thích ha. Ừ. Sao cho biết cảm nghĩ của anh suy nghĩ về Mơ như thế nào? Trời ơi, Mơ thấy trên nó cũng thông minh lắm ạ. À. Ừ, thấy hôm qua thấy nói chuyện nè, vui vẻ nè ha. Ừ. Tại vì cái số nó nghèo thôi chứ đúng ra nó cũng lậu nhà giàu chứ đâu phải là nghèo đâu. Ủa là sao? Nó thông minh, nó cũng được, khuôn mặt nào nó cũng được, nó cũng đều đặn ngừ lắm. Đúng rồi, cũng điện nước đầy đủ chứ bộ. Ờ, điện nước đầy đủ chứ bộ, đâu có thiếu thốn cái gì đâu. Bữa nay á, là mới nãy đứng trong đó nó tối quá, ra đây á, mấy anh em mình trò chuyện cho dễ, sẵn uống cà phê luôn ha. Dạ. Rồi uống cà phê anh ơi. Nè, nè, cà phê nè. Đúng rồi, ok. Dạ. Mời anh uống cà phê, sẵn anh em tâm sự luôn. Tại hôm qua thì đi tới Mơ á, thì xong rồi về. Để cho ảnh tự cảm nhận là về Mơ như thế nào. Thì hôm nay sẵn đi qua bà Hai nè, rồi nói chuyện luôn. Hỏi ảnh luôn cảm nghĩ như thế nào. Kể như ấn tượng ban đầu là thấy anh cũng đã thích Mơ phải không? Dạ. Anh để gì anh nói thẳng ra đi. Ừ? Mà bên Mơ mà nó mà quen với em là nó biết. Bởi vì là cũng như là người địa phương. Nè 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 anh ơi, cái ly nè. Dạ, dạ, dạ. Bên chủ quán mới dẹp á. Dạ. Ừ đi. Đó, thì cậu Suda với bà Long sát bên đó biết. Ừ. Nếu mà quen biết thì nó là nhớ lại liền. Ừ. Nhớ lại là cái như là người đồng hương. Ừ. Gần luôn á. Bởi vì mình cũng sát bên mà cậu Suda với bà Long nó gần mà. Cái phần á mà nó biết bà Đặng rồi. Biết rồi. Với phần nó như chắc nó cũng biết anh rồi. Biết cũng như là biết mà chưa không có nào giờ không có quen. Ừ. Đó. Biết. Nhưng mà qua tiếp xúc ngày hôm qua dạ. thì cảm nghĩ của anh như thế nào về Mơ, rồi về cái người mẹ của Mơ hôm qua thấy cũng tiếp đãi anh cũng tốt quá đó dạ. đúng không dạ. thấy bà cũng được bà cũng like là ba tàu á ừ. mình vô mình biết à cũng có quan sát ha dạ biết bà bán like ba tàu thì em thì muốn vô đây tìm hiểu anh thôi, cũng như anh nghĩ về Mơ như thế nào. Xem bữa nào á thì anh có muốn Mơ đi tới Mơ anh để mà tìm hiểu không? Mơ hả? Ừ. Thôi khỏi, cũng như là mất công lắm. Mình là ông con có trai. Có gì em chạy bánh. Ừ đúng đó. Rồi. Mình là ông con trai mình chủ động cho dễ ha. Dạ. Em đi qua là em nhớ đường rồi, nó ngộ lắm mà. Nhớ không? Địa phương mình đã vậy đó. Còn nhớ mình đi xa nhiều khi mình không có tin nha. Ừ. Mình đi xa mình chưa có tin đâu. Mà như ở địa phương là đi qua gọi làm nhớ. Kể như là nhớ nhà cũng Mơ ha. Dạ nhớ, đi là nhớ. Ủa rồi hôm qua nghe nói hẹn với Mơ 5 giờ cuối cùng có đi không? 5 giờ hả? Hôm qua đó. Hôm qua em không có đi. Nghe nói hẹn 5 giờ ở đâu, ở khách sạn nhà trọ vậy đó. Thì cũng có hẹn mà chưa phải không? Hẹn mà chưa có đi. Cũng như mình còn tìm hiểu ha. Dạ. Đó. Dạ. Tại vì theo như Phong cảm nhận là anh Lộc từ thời điểm này là anh đã biết yêu. Nhưng mà đi tới tiền nó đã từ chối một cách thẳng thừng. À, và anh Lộc cũng thấy được Mơ, tôn trọng anh Lộc á. Anh Lộc cũng có những cái cảm nghĩ về rất tốt về Mơ. Tốt không mà anh Lộc? Dạ. Nó có gì mà nó không tốt không? Mơ á. Hình như là nó
nó hoạt bát đồ cái này kia đồ được lắm, với cái nó khôn lanh lắm, với cái mà đáo xứ từ dân á, chắc chắc chỗ, chắc chỗ nào cũng biết được đi chứ. Cũng như lanh lại á, cũng như là người lanh lợi nè, tháo giác nè, thì giống như lo việc nhà được, nếu được, mà có được. Chồng không chừng lo cho chồng được luôn, được luôn, không chừng nó cõng chồng đi luôn á. Đúng rồi đó, sức khỏe dư luôn á, cái thể lực, cái sức khỏe có, đúng rồi vậy mới được. Bây giờ mình làm nói vậy rồi mình mới chống chọi với cái đề kháng, mình chống chọi chọi với thiên nhiên mới được. Nhưng mà khi mưa bão lạnh này kia rồi đó, mình có thể là mình chịu đựng được. Nhưng mà anh có thích cái đầu chọc của mơ không? Hả? Anh có thích cái đầu chọc của mơ không, hay là mình kêu mơ để tóc? Rất thích. Trời, thích đầu chọc luôn. Ừ. Hồi xưa mình Nhật Bản nó qua bên Việt Nam mình đó, hết đầu tóc cao lắm cho nó mát, phóng xong cái đùng cái phóng xong cái đùng cái tắm lên cái là lên chút xíu là khô rồi, vuốt cái là khô rồi. Như em nè, vuốt cái là khô rồi, em vuốt cái là khô rồi, khỏi mà khăn luôn rồi. Bởi vậy nhà Nhật Bản mà nó qua Việt Nam là nó vậy đó, lâu rồi nghe, mà đều nó cũng cái đó là nó rất là thông minh. Vậy là tính ra là anh thông minh lắm, anh cái như là anh hình như là anh muốn thương mơ rồi đó. Dạ thương rồi, em hiểu, em nhìn thì cảm nhận dạ. được là anh đã thương rồi đó. Dạ thấy mơ là thương mơ rồi. Dạ. Tại vì cái ngày mà đi qua. Dạ. Đâu có em làm được làm, bây giờ hết giờ anh tránh rồi. Mới làm rồi đó, rồi đi qua gặp ổng nè. Dạ. Với nè, hỏi luôn là, rồi tự nhiên ổng hỏi cái gì em quên rồi ta. Cái vấn đề mơ. Thì mơ á, thì cảm nhận của em luôn đó nha, là nói chuyện rất là rớp rớp rẽn rẽn, dạ. lo cho chồng con được, dạ. và anh á, từ cái ngày mà anh đi vô anh nói chuyện mà muốn tìm hiểu mơ đó, dạ. rồi qua ngày hai ngày sau em dẫn anh đi tới mơ, không ngờ luôn là anh cũng có những cái dấu hiệu ban đầu là đã thương mơ. Dạ thương. Bây giờ còn nhớ tiền không? Hả? Còn nhớ em tiền không? Sao tiền tôi bị tôi thấy cái nói chung ra đi, nó là cũng con nhà giàu. Nó đâu có giàu đâu. Đâu có, con nhà giàu người ta ông già nó không bỏ, nó tự sanh tự diệt. À. Cái đó là tôi thấy thật sự như vậy. Thấy 10% luôn. Có thể thấy tới 100% luôn. Bởi vì trong khi đó là ổng nó không phải là con của ổng. Đó, mình chắc cú là như vậy. Không phải là con của ổng. Mà tôi cũng có nghe người ta nói gần tiền nói qua nữa. Đó là không phải con ổng, mà thật sự ra giọt máu của ổng cũng có trong đó. Bởi vì ổng đương sống với vợ mà ổng nói người ta đổ lợp. Đó là vậy thôi, nó đổ lợp là dễ hiểu nhất. Nhưng mà nè thôi, bây giờ cái chuyện dòng họ bỏ qua một bên đi. Dạ. Nhưng mà mình nói về như tiền vậy đó, thì anh cũng còn quyến luyến gì với tiền không? Ông bỏ nó từ lúc mà tấm bé tới giờ. Không phải, em nói anh rồi. Kìa anh với tiền á thôi chứ không có nói dòng họ nữa. Dạ đúng. Như rồi. Anh còn như dòng là còn là mình, còn quyến luyến gì mình tạm gác bên, cái vấn đề đó mình không có quyền nói. Có như là